Chúng ta bắt đầu nhé. Hôm trước là tôi có nói về cái chúng ta học hai cái phần đầu của cái phần hàm số, tức là một là định nghĩa hàm, định nghĩa hàm ở trong Python, hai là phân biệt hai khái niệm rất quan trọng của hàm là tham số và đối số. Thì tôi nhắc lại một chút cái tham số và đối số nhé. Khi chúng ta định nghĩa một cái hàm, ví dụ như thế này, hàm f, ví dụ như x, y, lấy ví dụ như vậy nhé, thì bên trong lòng cái hàm này là các khai báo túy, sau đó chúng ta có thể có một từ khóa return chẳng hạn, return gì đó là z chẳng hạn. Thì đây là cái khai báo, thì cái x và y khi chúng ta mô tả trong cái khai báo này thì người ta gọi cái là tham số của hàm, tham số của hàm. Khi chúng ta đã định nghĩa rồi thì hàm đó chúng ta được dùng dùng rất nhiều lần, dùng lại rất nhiều lần, mà chúng ta có thể gọi nó ví dụ như là hàm, chúng ta gọi là hàm f1 2 chẳng hạn, xong một lát nữa chúng ta lại gọi là f a b chẳng hạn, vân vân. Đấy, thì những cái giá trị mà đưa vào trong hàm khi gọi hàm thì những cái này này đấy, thì người ta gọi cái này là đối số của hàm, đối số của hàm. Đó, chúng ta chú ý nhé. Thì về lý thuyết mà nói thì số lượng các cái tham số là phải trùng với các cái đối số, và thứ tự mà trùng thì cái đối số thứ nhất chính là cái tham số thứ nhất, đối số thứ hai là tham số thứ hai, cái này nó phải trùng với cái này, cái số 2 nó phải trùng với cái này, hay là a này nó phải trùng chính là cái c, và b là trùng với cái số 2. Như vậy là giữa tham số và đối số là nó có một cái tương ứng một một như này. Đấy, là định nghĩa của đó là cái định nghĩa của Python. Thì hôm trước tôi nói là một cái mở rộng là cái tham số này thì nó được chia làm hai loại khi chúng ta khai báo. Một cái nó gọi là tham số bắt buộc, tức là bình thường là mặc định, là bắt buộc hết. Cái loại thứ hai là tham số mặc định, hay nó gọi là tham số lựa chọn. Khi chúng ta khai báo là x thì bằng một chẳng hạn, tức là khai báo thì cái tham số tên là tham mặc định. Mặc định tức là gì, hay là lựa chọn. Mặc định tức là gì, tức là khi mà trong đối số mà không có ấy, thì máy sẽ tự động điền vào cái giá trị là cái này. Đấy. Như vậy khi mà tôi viết là x bằng một hay y bằng một nhé, ví dụ y bằng một, khi tôi gọi là f x thì cái đấy tương đương với là f x một đó, thì tôi gọi như vậy là Nhiều cái phép dọn cái chỗ này gọn lên hết. như vậy là cái em này, đó là cái ý nghĩa của cái phân loại cái tham số. Thì cái tham số mà là nó cái rồi đây là cái điểm mà nó khác biệt giữa giữa Python và Pascal. Và cái khai báo bắt buộc mặc định này là hai cái này rất hay sử dụng trong các cái hàm. Vì chúng ta đưa bất cứ một cái hàm nào ra, tôi lấy ví dụ nhé, một cái hàm mà chúng ta hay dùng, ví dụ là một cái hàm mà cái hàm trong một số x thì bằng 34 chẳng hạn, thì cái hàm bin này là cái hàm mà nó sẽ chồng, tôi lấy một hàm khác đi, hàm bin là bin thì nó không có nhiều lựa chọn. Ví dụ tôi nè, hàm power, đấy, hàm power là nó có là x này, đây là mũ này, là mốt nữa, đúng. Đấy. Vậy là khi tôi mô tả một cái hàm, chúng ta gõ mở ngoặc ra nó hiện ra luôn luôn cái nó luôn luôn cái cách dùng của nó, thì có thấy không? Như vậy đây là cái hàm này nó có ba tham số base và expert là hai tham số là bắt buộc, còn cái mode này là cái tham số lựa chọn hay là tham số là mặc định. Khi mà nó không có trong lời gọi thì nó định nó gọi nó đưa vào, và là nó bằng bằng cái năng này. Đấy, ví dụ nhé, hay là cái hàm mà chúng ta đã học là cái hàm sorted, là cái hàm này, cái hàm này là nó có nhé, đầu vào của nó đây là một cái dãy, sau đó là có mà nó có hàm này nó có ba cái tham số, một tham số là cái này, tham số thứ hai là key, tham số thứ ba là reverse. Thì tham số bắt đầu này là chính là cái dãy của chúng ta, là tham số bắt buộc.
Còn cái tham số key là tham số là tham số mặc định, tham số reverse mặc định. Tham số key mặc định sẽ là none, tham số reverse mặc định là false. Đó. Khi mà chúng ta tạo một cái dãy A chúng ta là bằng ví dụ như này nhé. 2 1 5 10 0 ví dụ như vậy nhé. Đấy. Thì đây là A đây của chúng ta đây. Khi chúng ta gọi là sort, gọi cho chúng ta là sort. Sort it. À, khi tôi viết là A như này ấy, thì mặc định là khi viết A này thì mặc định là nó chính là cái này, nó chính là khi tôi gọi này tôi gọi chạy thử nhé. Nhưng mà khi chúng ta gọi cái hàm là sort thịt như thế này thì thực chất là nó như sau, chứ là nó là A này phẩy là key là năn này, tham số thứ hai là năn này, tham số thứ ba là font full như là font đấy, mặc định là như thế này đấy. Khi tôi gọi như này rồi thì nó chính là cái này. Đáng lẽ là chúng ta phải đưa ra cả ba tham số vào, nhưng vì là hai tham số sau này thay là hai tham số là mặc định, cho nên là không cần đưa vào thì máy cũng tự hiểu. Khi tôi gọi là sort A thì máy hiểu đó là chính là tham số thứ hai chính là none, tham số thứ ba là false, tức là máy sẽ tạo ra trả lại cái dãy là đã trả lại cái dãy A đã được sắp xếp trong tự theo thứ tự tăng dần. Đã. Cái này chúng ta nói sau, nhưng cái này buộc phải ghi như này, phải ghi là sort thì cái này là hơi 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 nâng cao một chút tôi không nghĩ nhé, phải ghi như này vì là a xong nó là phải key bằng năm đấy này. Thì nó mới hiểu key bằng năm, sau đó là chúng ta phải phải đó là reverse reverse bằng đấy. Như vậy là khi ta gọi là sort thì A như này thì nó mới hiểu nó chính là cái này. Đấy. Như vậy là cái tham số đầu tiên là A, tham số thứ hai là key ghi lại bằng none, tham số thứ ba là reverse bằng false. Đấy. Và đấy, thì nó theo tự là tăng dần. Như vậy các bạn thấy như vậy là cái gọi là ở trong Python thì cái tham số của hàm là nó được định nghĩa rất là phức tạp. Đây là ví dụ nhé. Rồi, đó là hôm trước. Hôm nay thôi tôi sang cái phần tiếp theo, chính là cái bài số 3 của cái kiến thức thứ ba của cái phần hàm ở trong Python. Tức là tôi mô tả cái gọi là miền tác động của biến hay miền tác dụng của biến nhé. Đó là nội dung của bài hôm nay. Đây, tức là miền tác động. Hôm nay chúng ta học cái bài mới là miền tác động nhé. Hay miền tác dụng biến là đối với hàm. Cái bài này là cái bài mà chúng ta sẽ cùng nhau phân tích và tìm hiểu cái ý nghĩa của hai cái loại biến ở trong chương trình. Vì khái niệm biến nhé, ở trong một chương trình lập trình thì được chia làm hai loại. Cái việc chia này là giống như là Pascal và C chúng ta biết rồi. Một là gọi là biến tổng thể. Biến tổng thể. Hai là biến địa phương. Biến địa phương được chưa? Đó, thì biến tổng thể là biến được được mô tả trong chương trình chính mà nằm ngoài tất cả các cái hàm. Biến địa phương là biến được mô tả bên trong các cái hàm và chương trình con hay thủ tục con. Đó, thì cái này là cái mà chúng ta đã học rất dạy học trình rất nhiều cho đối với Pascal và C. Tuy nhiên thì ý nghĩa của cái biến tổng thể biến địa phương này này khi chuyển sang Python là nó khác. Cái biến địa phương này thì nó giống đối với Python là nó giống với Pascal và C. Pascal và C nó giống, tức là nôm na là biến địa phương thì không có tác động ra bên ngoài các cái bên ngoài hàm. Cái đó thì là cái đó thì dễ hiểu. Nhưng mà ý thứ hai là biến tổng thể là như thế nào thì chúng ta phải xem kỹ. Biến tổng thể ở trong Pascal và C là có tác động ở bên trong tất cả các hàm, có tác động với toàn bộ chương trình.
Nhưng mà trong Python thì không vậy. Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu nhé. Bây giờ tôi chết tôi cho các bạn để mua một cái phần nhỏ nhỏ là biến địa phương ở trong Python thì không có tác động ra bên ngoài. Phần đó thì ta định nghĩa chúng ta thì nó rất là dễ đây nhé. Bây giờ đây chúng ta bên ngoài là biến n là không có này, biến n là không có nhé. Bây giờ tôi tạo một cái hàm, định nghĩa hàm bất kỳ cho hàm đó, tôi định nghĩa cái biến địa phương là n. Đấy, tôi định nghĩa địa phương n bằng bằng 10 nhé, 10. Sau đó tôi return n n n bình phương. Đấy, lấy như vậy. Vậy là ở trong hàm f tôi tạo ra một cái biến địa phương là n. Bây giờ tôi gọi f, đây là lời gọi của nó đây. Lời gọi nó thì nó vẫn trả lại giá trị là bao nhiêu? Đặt đều bằng 10 này và đi thôi nên đều bình phương, tôi trả lại giá trị là 100. Nhưng mà khi thoát ra này n vẫn không có gì, n vẫn không, nó không nhận ra n. Như vậy là cái biến địa phương n này này được tạo ở trong bên trong hàm bên là bên là bên là biến địa phương ở bên trong hàm f thì không có tác động ra bên ngoài hàm f. Vậy khi chạy xong rồi thì cũng mất luôn cái biến đó. Như vậy là cái điều này là giống với Pascal, là biến địa phương thì không có tác động ra bên ngoài hàm. Cái đó chúng ta nhớ đó, điều nhất nhé. Thứ nhất chúng ta kết luận, chúng ta ghi đây một số kết luận này chúng ta chú ý thôi. Một là biến địa phương không có tác động nhé, không có tác dụng hay tác động ra bên ngoài hàm. Cái này là giống hệt như Pascal và C. Khi ta chạy trong hàm thì nó có tụ ở bên trong hàm, khi hàm đó chạy thoát ra rồi thì là cái bên nó cũng cũng mất luôn tác dụng luôn, không có ý nghĩa nữa. Đó là ý thứ nhất nhé. Bây giờ chúng ta sẽ sang ý thứ hai quan trọng hơn là chúng ta quan sát biến tổng thể là như thế nào. Tại vì phần này, theo tôi cái phần này là phần khó nhất luôn. Thì phần này là phần mà khó mà nó khó giải thích và nói chung là đối chúng ta nó là mới mà nên nó khó. Thì tôi sẽ cố gắng, tôi sẽ trình bày các bạn cẩn thận phần phần này. Và tôi sẽ nói thêm cả vì sao lại như vậy, và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cặn kẽ cái cách mà Python nó quản lý cái biến như nào. Khi chúng ta hiểu chuyện đó rồi thì chúng ta sẽ rất hiểu cái phần này. Được rồi, nhưng mà chúng ta tìm hiểu cái biến tổng thể nhé. Thì biệt tôi mô tả luôn cái ý của biến tổng thể nhé. Như vậy là về biến tổng thể nhé, này biệt tôi mô tả luôn đây, tôi mô tả luận trước, sau đó thì tôi sẽ mô tả bằng ví dụ và chúng ta sẽ cùng nhau giải thích. Thì cả ba cái điều mà tôi nói sau đây là cả ba điều này đều là cái điều mà nó khác biệt hoàn toàn với Pascal và C, và chính cái điều này là chúng ta phải rất chú ý chuyện này. Vì nếu chúng ta đã quá quen với biến tổng thể của Pascal và C rồi thì cứ nghĩ rằng là biến tổng thể của Pascal và C thì chúng ta định nghĩa một lần thôi và không định nghĩa lại nữa, và không được định nghĩa lại ở bên trong một cái hàm nữa, vì chỉ dùng dùng trong toàn bộ chương trình. Thì điều này là cái điều mà đúng với Pascal và C nhưng không đúng với Python. Có ba điều nhé, ba điều quan trọng. Một là biến tổng thể thì không tác dụng bên trong hàm như một biến này nhé, chứ nó không được coi như một biến ở bên trong một cái hàm. Đó là ý thứ nhất nhé, rất quan trọng. Cái này là khác hẳn với Pascal. Ý thứ hai là nếu mà chúng ta muốn dùng lại cái biến này ở bên trong hàm như một biến thì chúng ta cần khai báo lại biến biến này bằng từ khóa là global thì sẽ có tác dụng bên trong hàm. Đấy, ý thứ hai nhé. Đấy, tức là nếu mà chúng ta muốn cái biến tổng thể nó có tác dụng giống như là ở trong Pascal và C thì cái làm đơn giản nhất là chúng ta khai báo lại cái biến này ở bên trong một cái hàm. Thì cái này cũng thỉnh thoảng cũng hay hay dùng, chứ không phải không dùng, mặc dù rất ít khi dùng. Rồi, và ý thứ ba rất là quan trọng nữa, là ý thứ ba như sau, là biến tổng thể thì bên trong hàm không không được coi như một biến, tuy nhiên ở bên trong hàm được vẫn nhìn thấy biến đó
và sử dụng bên đó như là một cái đối tượng dữ liệu, tức là bên trong hàm vẫn nhìn thấy nhé, vẫn nhìn thấy biến tổng thể, chứ không phải là không 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 phải là mù tịt, mà vẫn nhìn thấy tổng thể như một đối tượng dữ liệu, và suy ra là có thể truy cập giá trị, có thể truy cập và sử dụng như bình thường. Đấy, như vậy chúng ta biết, chúng ta chú ý ba ý này nhé. Thì mới đầu mà các bạn nghe cái này thì các bạn cảm thấy khó hiểu lắm, vì sao như vậy, sao nó phức tạp thế, thì lát nữa tôi sẽ giải thích. Việc chúng ta cùng nhau thông qua cái ví dụ để chúng ta hiểu những cái này nhé. Thì cái này là cái tôi hay nói rất rõ trong các cuộc tập huấn, giáo viên nói đi nói lại để cho chúng ta khỏi quên, vì rất nhiều người là ta biết là rất nhiều người là quên cái phần này, không quên mà tức là cái tư duy vẫn tư duy cũ, mà đơn ma là nhiều khi xử lý nó không chính xác khi chúng ta lập trình. Phần này là phần phần quan trọng, vừa bây giờ chúng ta cùng nhau xử lý nhé. Bây giờ tôi xét một cái biến tổng thể là biến n đi, tôi đặt bằng 10 đi, thì vậy thì tôi để như này thì n sẽ là cái biến tổng thể, được chưa? Rồi thì bây giờ tôi khai báo một cái hàm hàm đây. Thì bây giờ tôi ở trong hàm này tôi sẽ kiểm tra xem n có phải là một biến hay không. Tôi sẽ làm cái lệnh n bằng n cộng 1, thì đây là cái lệnh nó chứng tỏ là nếu mà lệnh này mà đúng ấy, không bị lỗi, thì chứng tỏ là nó coi n là một biến nhé. Sau đó tôi dùng lệnh là return return n, chạy hàm nhé, chạy hàm thì là máy báo lỗi. Thì cái lỗi này nó thông báo rằng gì, là ở trong cái hàm f nó không hiểu cái n là cái gì, n không không phải là biến, và nó coi cái lệnh này là sai. Đó thì cái chính cái điều này nó chứng tỏ rằng là cái biến n tổng thể này không có tác dụng ở bên trong hàm f, ở bên trong cái hàm hàm ở bên trong cái hàm. Còn nếu chúng ta mà đọc kỹ cái này thì chúng ta thấy khó hiểu cái câu này, là câu sẽ khó hiểu, câu này là câu phải đến phải sau này mới hiểu được cái câu này. Thế này, cái lỗi đó lỗi này là lỗi gì? Lỗi này là cái nó gọi là biến địa phương n được được sử dụng trước khi khai báo. Biến biến là nó ghi là biến địa phương n được sử dụng trước khi khai báo. Thì cái phần này, cái này lát nữa chúng ta sẽ hiểu, còn bây giờ các bạn đọc cái này các bạn sẽ không hiểu đâu. Nhưng mà nôm na thì nôm na hiểu rằng như vậy là cái lệnh này nó không hiểu, bởi vì là nó nhé. Lát nữa thì tôi sẽ nói, vì tôi sẽ mô tả kỹ hơn vì sao nó lại báo lỗi. Nhưng bây giờ cho giờ phút này chúng ta có tạm hiểu cái gì, tức là vì ở trong hàm f nó không coi n, không coi cái biến tổng thể như là một biến ở trong hàm f, cho nên nó lỗi. Chúng ta tạm mình ta hiểu như vậy thôi. Còn đi sâu hơn vào nữa thì tôi sẽ giải thích cho các bạn này vì sao nó lại có cái thông báo này nhé. Rồi đó là ý nhất nhé. Bây giờ chúng ta làm sang cái ý thứ hai, là bây giờ tôi muốn biến n đó được dùng trong trong tất cả các hàm, trong hàm nào đó thì tôi chỉ việc khai báo bằng từ khóa là global. Tôi muốn n của tôi là một cái làm biến tổng thể thật sự. Bên trong hàm f tôi sẽ tính toán làm sao đó mà tôi luôn coi n là một cái biến, và khi tôi thoát ra tôi muốn n sẽ thay đổi theo đúng ý nghĩa mà tôi đang sử dụng trong hàm f. Tôi làm như sau, tôi làm tôi ý nghĩa cái hàm là hàm g đi, hàm g nhé. Rồi ở bên trong hàm g tôi khai báo lại là từ khóa là global n đó. Khi khai báo lại như này thì n nó sẽ làm cái biến, là cái biến vừa bên ngoài vừa bên trong nó là một luôn. Từ nay trở đi thì biến n sẽ là đồng thời là biến, vẫn là biến tổng thể, đồng thời là biến riêng của g, và hai bên đó là một. Đặc biệt tôi tha hồ tôi dùng n bằng n bình phương chẳng hạn, xong chúng ta return n. Đấy, được chưa? Tôi gọi đây, tôi gọi g này thì nó sẽ trả lại ngay là 100, và n khi thoát ra n cũng thay đổi, n sẽ là 100 đó. Như vậy là muốn mà biến n mà được dùng như là ở trong Pascal và C
thì ở trong trong một cái hàm nào đó chúng ta phải khai báo lại nó như này, các bạn hiểu chưa nhỉ? Đấy. Như vậy khi chúng ta khai báo lại như này thì thực sự n sẽ là biến tổng thể theo đúng ý nghĩa của Pascal. Nhưng mà tại cho học sinh thì chúng ta không cần nói như vậy, chúng ta chưa bảo là muốn cho cái biến n có tác dụng ở bên trong một hàm như một biến thì chúng ta cần khai báo lại nó với cái từ khóa là global, được chưa? Vậy đó là ý thứ hai, đó chính là từ vừa nói xong. Cái ý thứ hai là cần khai báo lại biến này bằng từ khóa global thì có tác dụng ở bên trong hàm. Bây giờ sang ý thứ ba rất quan trọng là ở bên trong hàm thì cái biến đó không được, không là bên trong hàm thì không còn là biến, nhưng bên trong hàm lại vẫn nhìn thấy nó, nhưng mà nhìn thấy nó không phải là biến, nhìn thấy đó như là một cái đối tượng dữ liệu. Thì cái phần này là phần phần thứ ba, là phần rất là hay, tôi sẽ mô tả bây giờ nhé. Vậy của chúng ta bây giờ n là một, bây giờ tôi khai báo một cái định nghĩa một cái hàm số 3 nhé, def một cái hàm h nhé. Rồi bây giờ ở trong cái hàm h này, mặc dù tôi không 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 thể không thể không tôi không hiểu n là một biến, nhưng mà tôi có thể biết là z bằng n cộng một được. Đấy, thì những đây lệnh này là như sao nhé, chúng ta khai báo một cái biến địa phương là z và biến địa phương sẽ truy cập vào giá trị n. Đấy, n là biến tổng thể, như vậy là nếu mà ở bên trong hàm mà nhìn thấy n thì cái lệnh này là đúng và nó sẽ return z. Tôi chạy thử nhé, h này nếu nó về là 101 thì là đúng, đúng thật, 101 thật. Như vậy suy ra là gì? Suy ra là ở trong hàm f này tôi được quyền, ở bên trong hàm f tôi vẫn nhìn thấy cái n này, được chưa? Nhìn thấy n như là một cái, như là một cái đối tượng dữ liệu, tao có được quyền truy cập đó. Các bạn đã hiểu chưa? Đấy, như vậy tôi vừa mới nói xong các bạn ba cái ý. Thì ba ý này là ở trong cái bài ở cuối phần hàm số trong cái cuốn sách từ đồ tri thức nhé, 20. Rồi thì tới đây là các bạn đã biết rồi đúng không? Nhưng mà nếu mà tôi dừng ở đây thì các bạn sẽ, nói chung giáo viên chúng ta sẽ hơi khó hiểu, hơi khó hiểu tại sao nó như vậy, tại sao lại phức tạp thế, tại sao là ở bên trong hàm lại có nhìn thấy nó như là một đối tượng nhưng mà lại không như là một cái biến, được chưa? Rồi thì bây giờ chúng ta cùng nhau mổ xẻ một chút, chúng ta hình dung như vậy là bên trong hàm vẫn nhìn thấy nó biến tổng thể như là một cái đối tượng dữ liệu, như là một đối tượng nhé. Đó thì như thế nào, thì bây giờ tôi làm như này, như là một bìa nhé. Bây giờ ở bên trong, đây vì tôi viết khai báo, thì tôi tạo một cái mảng và hai phần tử như thế này, được chưa? Bây giờ dép một cái hàm f nữa này, ở trong hàm f tôi dùng cái lệnh, ví dụ như viết là b bằng a cộng với 3 4, được chưa? Sau tôi print print b, có được không? Hoàn toàn được, vì trong hàm f tôi vừa nhìn thấy a như là một cái dãy, như là một cái mảng mà tôi được quyền truy cập nó. Vậy đây là b là địa phương này, b sẽ bằng là a cộng 3 cộng với dãy 3 4, như vậy ở đây là phép cộng hai dãy. Cái dãy a này là tôi truy cập giá trị của a ở bên ngoài, như vậy là bên trong hàm f nhìn thấy cái mảng hay là cái list a. Thì tôi chạy f nhé, nó sẽ in ra là cái dãy là 1 2 3 4, được chưa? Bây giờ tôi sẽ làm tiếp ý thứ hai nhé, một cái hàm khác hay hơn nữa nhé. Tôi làm cái hàm là hàm hh đi. Bây giờ ở bên trong hàm hh có nhìn thấy a không? Vẫn nhìn thấy a. A là một đối tượng dữ liệu, nhưng mà trong trong hàm hh là nhìn thấy a như là một cái đối tượng dữ liệu, một đối tượng dữ liệu. Thì nhưng vì a, chúng ta biết là a là cái đối tượng dữ liệu là khả biến, a được quyền, chúng ta có thể được quyền thay đổi giá trị của a mà không làm thay đổi cái đối tượng a, vẫn đối tượng a nhé. Chúng ta có quyền là thay đổi dữ liệu của a, bởi vì a là cái đối tượng dữ liệu kiểu là khả biến. Sau đó chúng ta làm như sau, chúng ta viết là a chấm, chúng ta được quyền lệnh này, đây là lệnh sẽ thêm vào cuối của a một phần tử, được chưa? Đấy.
Sau đó chúng ta mà print à, ra ngoài. Được không? Hoàn toàn được. Vì lệnh này là lệnh chỉ làm thay đổi dữ liệu của A thôi, chứ không làm thay đổi cái đối tượng A. Nhưng vì sao lại được như vậy? Vì chúng ta vẫn nhìn thấy A mà. Chúng ta nhìn thấy A như là một đối tượng, mà đối tượng A lại là đối tượng là khả biến, tức là thay đổi được dữ liệu. Chúng ta được quyền thay đổi dữ liệu của A. Được nhé. Chúng ta enter. Chúng ta chạy hh này. Đấy, thì nó in ra cái dãy là 1, 2, 10. Chúng ta kiểm tra A nhé. A cũng thay đổi theo. Đấy, các bạn thấy chỗ rất là khó luôn đấy nhé. Như vậy là cái đối tượng khi chúng ta ở trong hàm, chúng ta có thể làm thay đổi dữ liệu của A. Đấy, như vậy là rất đặc biệt. Nhưng mà đối tượng A là không thay đổi nhé. Chỗ này chúng ta chú ý là khái niệm đối tượng và dữ liệu là hai cái khác nhau. Như vậy là suy ra cái gì? Như vậy là đây, chúng ta đi vào cái từ cái, như vậy từ cái A nhé, từ cái chỗ này nhé. Tức là bên trong hàm là nhìn thấy biến tổng thể như là một đối tượng dữ liệu. Thì nếu đối tượng này, nếu mà cái đối tượng là biến tổng thể đó đó là khả biến, thì bên trong hàm được quyền thay đổi dữ liệu của biến đó, thay đổi dữ liệu của đối tượng đó. Đấy, thì phần này là phần đối chúng ta sẽ giải khó nhé. Của đối tượng này. Đấy. Cái này rất đặc biệt nhé. Như vậy là cái biến tổng thể ấy, là cái biến mà nếu nó là biến mà là thuộc kiểu dữ liệu khả biến ấy, thì bên trong hàm không coi đó là biến, nhưng mà vẫn nhìn thấy nó như một đối tượng dữ liệu và được quyền thay đổi giá trị của cái biến đó, của cái đối tượng đó. Được chưa? Đấy, thì đó là cái chỗ này là chỗ mà hơi khó một chút nhé. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu thêm một chút nữa để tôi dần dần cho các bạn xem nghe, để cho các bạn dần hiểu dần cái cách mà Python quản lý các cái biến nhé. Bây giờ tôi sẽ mô tả lại các bạn xem này, đây nhé. Đây. Bây giờ tôi làm lại, tôi đặt lại cái biến n nhé. N tức là đã là 10, phải làm từ đầu nhé, là 10 nhé. Bây giờ tôi tạo một cái hàm f nhé. Đây. Ở bên trong hàm f, tôi có thể định nghĩa lại biến n được không? Tôi viết là n bằng 20 được không? Còn viết là return n nhân n được không? Đấy nhé. Ở chỗ này này, lệnh này là lệnh là tôi khai báo mà một cái biến địa phương ở trong f trùng tên với n. Thì bạn thấy khi khai báo cái biến này thì đối với Pascal và C thì không thể khai báo được, không thể khai báo lại. Biến tổng thể đã khai báo bên ngoài rồi thì không thể khai báo lại được nữa bên trong này, được chưa? Như ở trong Python thì được quyền khai báo lại, được quyền khai báo trùng tên luôn. Thì đây nhé, mình tôi về enter này, rồi tôi gọi f này nhé, thì nó sẽ vẫn in ra là 400 nhé. Như vậy là cái biến n này là có tác dụng ở bên trong hàng, là biến địa phương. Khi thoát ra thì n này nó lại là biến là cũ, được chưa? Vậy ta suy ra cái gì? Suy ra như sau này, suy ra là ở trong biến địa phương được quyền định nghĩa trùng tên với biến tổng thể. Đấy, đây là biến tổng thể nhé. Đấy. Bên đằng trong là biến địa phương, biến địa phương được quyền khai báo trùng tên với biến tổng thể. Cái này là cái rất đặc biệt, cái này là khác biệt hẳn với Pascal. Pascal là biến tổng thể khai báo một lần là có ý nghĩa trong toàn bộ chương trình, trong tất cả các hàm. Còn đối với Pascal thì đối với Python thì không. Trong trong cái bên trong là một cái hàm chúng ta tha hồ khai báo các cái biến và trùng tên biến tổng thể. Và thế nó đặc biệt không? Cái này là cái khá nhé. Vậy cho thêm bây giờ thêm một cái ý nữa mà cái phần này trong sách giáo khoa không có nhé, là như thế này. Đây trên sách giáo khoa để bay ý thứ tư nhé, là ở trong Python thì có quyền khai báo biến địa phương trùng tên với biến tổng thể. Thì đây là điều đặc biệt nhé. Điều này là điều mà ở trong Pascal là không có. Được rồi.
Như vậy là suy ra là cái cơ chế quản lý biến ở trong Python là bên tổng thể là quản lý khác, bên địa phương lại quản lý khác. Bạn có thấy không nào? Đấy, thì đây, chỗ này chính là chỗ mà là chúng ta cần cần chú ý. Thì bây giờ tôi sẽ mô tả luôn các bạn cái cách mà Python nó quản lý biến như thế nào thì chúng ta sẽ hiểu ngay bây giờ. Được chưa? Rồi, thế bây giờ tôi sẽ để chúng ta hiểu thật rõ hơn cái ba cái phần mà tôi vừa nói phía trên đấy và về hàm. Thì tôi sẽ mô tả luôn các bạn là cách mà cách Python quản lý biến nhé. Cái này này được chưa? Thì cái này đầu tiên ý thứ nhất tôi sẽ muốn nói với các bạn là như thế này, ít nhất là như thế này nhé, là biến biến ở trong Python ấy, nó thực chất nó chính là cái con trỏ chỉ vào đối tượng dữ liệu đấy, đó là con trỏ đấy. Tôi cho hiểu cái này đã nhé. Khi tôi mô tả cho các bạn xem này, làm rất nhiều rồi bây giờ nhé. Bây giờ tôi giả sử tôi viết là x gì bằng 10 thì nghĩa là gì? Nghĩa là như này, nghĩa là phần mềm sẽ tạo ra một cái đối tượng dữ liệu, một cái object nha, object ở trong một cái dữ liệu ở nằm trong bộ nhớ. Cái đối tượng này là nằm cứng ở trong bộ nhớ luôn, có vị trí cứng trong bộ nhớ nhé. Và nó tạo ra một cái tên là x gì, và x gì này trỏ vào cái đối tượng này đấy. Để các bạn nhìn cho lại nhé, đây cứ đến lại cái cách mà Python quản lý các đối tượng dữ liệu là như vậy, và biến bình bình là như vậy. Thì một cái đối tượng trong Python là thực chất là nó có bốn tham số cơ, nhưng mà cái này thì tôi sẽ nói có bốn tham số. Tham số thứ nhất là tham số là kiểu, nó thuộc cái kiểu gì. Tham số thứ hai là tham số là giá trị, nó là value, là cái giá trị của cái đối tượng đó. Tham số thứ ba là id, là cái vị trí bộ nhớ mà lưu cái biến đó. Và tham số thứ tư là tham số có tên là refcal, là tham số như sau. Cái tham số này là tham số là nó mô tả là có bao nhiêu cái biến cùng trỏ vào cái đối tượng này. Thì mặc định khi chúng ta mà tạo ra một biến đầu tiên ấy, thì cái này nó sẽ là một, là có một cái biến thôi. Bây giờ chúng ta làm tiếp có lệnh là y bằng x gì, y bằng x gì thì máy sẽ tạo ra một cái biến. Thì lệnh gá này là gì, là tạo ra một biến là y và cùng trỏ vào đây, và khi đó thì cái biến cao này nó sẽ tăng lên là hai, tăng lên là hai, mình có hai cái đèn, nó tiếng Anh nó là reference cao, rất quan trọng nhé. Đấy, thì cái reference cao là nó chỉ ra là số lượng các cái tên được trỏ vào cùng một đối tượng hiện thời. Như vậy là một cái đối tượng ở trong Python nó có bốn cái tham số như vậy nhé. Như vậy là một cái object ở trong một cái đối tượng dữ liệu ở trong Python là nó có bốn cái tham số. Tham số thứ nhất là type, tham số thứ hai là value là giá trị, tham số thứ ba là id, id là cái vùng nhớ, địa chỉ bộ nhớ để cất để nơi mà cái đối tượng này nó nằm, và tham số thứ tư là tham số là reference count. Cái này hơi sâu một chút nhé. Đấy. Thì nhắc lại cái đối tượng dữ liệu là bất biến khi mà cái value này này nó không thay đổi được thì vẫn bất biến, còn cái value này mà thay đổi được thì nó gọi là nó lại khả biến. Như vậy ở trong Python thì chỉ có là chúng ta học chỉ có cái đối tượng dữ liệu là list thì chúng ta thay đổi cái value này, còn đối tượng là số nguyên, số thực hay là sâu thì không thay đổi được cái giá trị, thì nó là bất biến. Riêng list thì thay đổi được. Đấy, như vậy là một cái đối tượng dữ liệu ở trong Python là nó có bốn cái tham số này, và này, khi ta gán ấy, thì cái x y là các cái tên được trỏ vào cái đối tượng đó. Chuyện là cái này là nó khác biệt rất lớn so với Pascal và C. Chúng ta nhìn lại một chút, ở trong Pascal và C thì như sau: khi tôi viết là x bằng 10 thì máy tạo ra một cái ô nhớ đặt cứng cho đó là x gì, và vì x gì được khai báo trước
Cho nên là máy sẽ tạo ra một cái ô nhớ cứng cho bộ nhớ, và cái ô này là đặt cứng cái đó là kiểu giá trị cho chiếc, kiểu là kiểu nguyên chẳng hạn. Sau đó máy mới gắn 10 vào đây. Như vậy 10 là cái giá trị tại cái ô nhớ này. Thì đây là cái cách quản lý của Pascal và C. Bây giờ chúng ta lặp lại là y bằng x gì? Thì làm sao? Thì máy sẽ tạo ra một cái ô nhớ khác và đặt cứng là y, và máy sao chép giá trị x thì sao bên này đặt là 10. Đó, thì như vậy cái lệnh y bằng x thì khi đặt y bằng x thì máy tạo ra một cái vùng nhớ mới khác biệt so với x gì, đúng không nào? Sau đó cái lệnh này là cái lệnh mà nó sẽ nôm na nó sẽ sao lưu một cái bản một cái x gì sang chỗ khác, và tôi sẽ dùng này để tôi lưu trữ cái y, dùng y để lưu trữ giá trị của 10 10 còn đối với Python không không được. Khi viết là y x thì x y là cùng trỏ vào một đối, vào một đối tượng nó, cho nên là thì cái lệnh này y không có ý nghĩa là dùng để sao lưu nữa, đặc biệt là đối với đối tượng dữ liệu của chúng ta là khả biến là list chẳng hạn. Được rồi, thì đây là phần chung, những bây giờ tôi sẽ mô tả, bắt đầu mô tả phần quan trọng này, mô tả là cách Python quản lý biến như thế nào. Đây bây giờ chúng ta chú ý nhé. Đây thì Python quản lý biến là thông qua một khái niệm nó gọi là namespace, nhưng như vậy là Python nhé, quản lý biến thông qua khái niệm là namespace nhé. Các bạn nghe kênh đọc được không? Name nhé, là name nhé, xong là s space đó, namespace. Thế nên namespace là cái gì? Namespace là một cơ chế như sau, là một cơ chế là nó cái namespace đó, namespace là một cơ chế là nó quản lý đồng thời hai cái loại đối tượng. Một đối tượng bên này là object, một đối tượng bên này là name. Name được chưa? Khi tôi viết là x gì, đây tôi làm lại thử nhé. Khi tôi viết là x gì bằng 10 thì máy tạo ra một đối tượng là 10 được lưu ở một ngăn của namespace. Máy tạo ra một cái tên là x gì và tên nó chọn vào đây. Thì như vậy là cái là namespace là như vậy. Bây giờ tôi ra tạo một lệnh là y bằng x gì thì máy sẽ tạo ra một cái name mới là y và trỏ nó vào, cùng trỏ vào cái số 10 này. Được chưa? Bây giờ giả sử nhé, bây giờ giả sử tôi tạo một cái biến là biến a bằng 1,2, máy tạo ra một cái đối tượng là list là 1,2, có giá trị là 1,2, máy tạo ra cái biến là biến a và trỏ nó vào đây. Vậy khi chúng ta có tạo biến thì máy là tức là bổ sung tên biến ở bên cái cột name ấy, và bổ sung dữ liệu ở bên cột object. Được chưa? Được rồi, bây giờ sửa nhé, bây giờ tôi làm như xong. Bây giờ tôi viết là x gì bằng x cộng 1. Đấy, máy làm như nào? Máy làm như sau, x cộng 1 thì như sau nhé. Thì mà máy sẽ vì x là cái đối tượng 10 này, là đối tượng là bất biến đó, cho nên là khi mà đây là 10 cộng 1 sẽ là 11, thì cái giá trị cái đối tượng này này, cái đối tượng này này không phải là, nó không phải là bất biến, không thay đổi giá trị. Cho nên là khi mà tôi biết x cộng 1 thì máy sẽ phải tạo ra một đối tượng mới là 11, tạo ra một đối tượng mới tinh là 11, và máy trỏ x thì sẽ trỏ sang, x thì sẽ trỏ sang đấy, và cái này là mất đi, cái đường là cũ là mất đi, và khi đó nhưng mà y vẫn trỏ vào 10 nhé. Như vậy là cái reference count của 10 này, này ở đây này nó sẽ giảm đi một đơn vị nhé. Đấy, bạn thấy không nào? Bây giờ tiếp tục nhé. Bây giờ tôi viết là a chấm pen 10 thì phải làm gì? Thì vì đối tượng 1,2 này là list này là khả biến, cho nên máy xong xong máy sẽ bổ sung vào đây là số 10 vào đây. Đấy, và a vẫn trỏ vào đây, không thay đổi gì cả. Được chưa? Nếu bạn thấy như vậy là chúng ta nếu chúng ta nhìn vào cái namespace chúng ta thấy nó rất là dễ hiểu. Như vậy là gì? Là biến được quản lý bởi namespace, và cái vùng cái miền tác động của biến chính là miền tác dụng của namespace. Nhưng mà chúng ta
chốt lại nhé. Nhưng mà trong Python là gì? Là biến được quản lý bởi bởi các cái namespace. Namespace và cái và suy ra là cái miền tác dụng. Đây chính chính nội dung của cái bài số 3 trong sách giáo khoa nhé. Nhưng vì trong sách giáo khoa lớp 10 thì không nhắc đến khái niệm namespace, cho nên chỉ nói như thế thôi, chỉ nói cái ý nghĩa là cái miền tác động của cái biến địa phương là gì, cái biến tổng thể là gì. Còn bây giờ tôi nói tôi sẽ là chính xác bằng bằng đúng cái bản chất của Python nhé, là biến được quản lý bởi namespace và miền tác dụng của biến chính là bằng miền miền tác động hay là miền tác dụng của namespace tương ứng. Namespace tương ứng, được chưa? Rồi một ý thứ ba nữa quan trọng là mỗi cái biến như vậy, mỗi cái biến ở trong bộ nhớ, mỗi biến là chỉ được quản lý bởi một namespace thôi. Không có chuyện là một cái biến lại nằm ở trong hai namespace, không có chuyện đó. Chúng ta thấy ngay bây giờ là ở trong trong Python có rất nhiều namespace. Nhưng mà mỗi một biến khi tạo ra thì nó tạo ra trong cái namespace nào thì nó nằm đúng trong namespace đó thôi, không thể nằm trong cái namespace khác nhé. Được rồi, thế bây giờ tôi sẽ cùng nhau chúng ta bắt đầu vào phần vật chính đây. Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu xem là như vậy là trong Python nó quản lý các namespace như thế nào. Như vậy nó đã biến, tức là phải nói đến đến namespace, và miền tác dụng của biến là chính là miền tác dụng của namespace. Khi chúng ta tạo ra một cái biến mới thì chúng ta sẽ phải tạo biến đó ở trong một cái namespace nào đó, được chưa? Rồi thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu, đi sang cái phần cơ bản nhất đây, là ở trong Python nó có những namespace nào. Thế bây giờ như thế này, thì như này nhé, ở trong ở trong Python như sau. Khi chúng ta mà mở chương trình ra, mở ta ra bật cái việc tôi bật cái này lên, bật cái này lên, hoặc là tôi chạy vào một chương trình mới của Python như này, thì máy lập tức là sẽ tạo ra một cái namespace gọi là namespace tổng thể dùng để lưu trữ biến tổng thể. Như vậy là mặc định nhé. Khi chúng ta mở chương trình thì đầu tiên là máy sẽ tạo ra một cái không gian gọi là to nhất đi, nó gọi là namespace tổng thể, hay nó gọi là global namespace. Đó. Như vậy là global namespace là chính là cái namespace mà quản lý tất cả cái biến được tạo ra ở bên ngoài tất cả các hàm. Các bạn thấy không nào? Các bạn chú ý nhé. Là khi chúng ta tạo một cái biến ở trong một cái bên ngoài cái hàm thì biến đó sẽ nằm ở trong global namespace, và biến đó gọi là biến tổng thể. Khi chỉ biết là thì biết là x bằng 10 thì nó nằm ở đây nhé. Khi thì biết là a bằng 1 2 3 thì nó nằm ở trong cái trong kia một cái namespace nhé. Thì đó là namespace tổng thể. Được chưa? Rồi, thế bây giờ tiếp theo này, khi tạo một cái hàm f thì mỗi một cái hàm ở trong Python lại có một cái namespace riêng của mình. Thì mỗi cái hàm là có một cái namespace riêng. Đấy, quan trọng những quan chú ý nhé. Thì ở bên trong hàm thì các cái biến là khai báo trong hàm chính là nằm trong cái namespace đó. Thì cái namespace mà ứng một cái hàm người ta gọi là local hay là địa phương, local namespace. Namespace. Được chưa? Đó. Thì trong hàm này tôi viết là z bằng 10 thì z là cái biến địa phương. Yeah, địa phương. Ở trong như vậy ở trong Python là nó có như sau này. Như vậy tổng thể ở trong Python là như sau, để tôi vẽ lại nhé. Nó có một cái namespace to tướng, to nhất nhé, gọi là bao trùm, nó gọi là global namespace. Và mỗi một hàm lại làm một cái namespace riêng, gọi local namespace. Local namespace 1, local namespace 2 nhé, local namespace 3 nhé. Trường hợp mà chúng ta có các cái hàm lại chứa hàm thì như thế này. Đây, nó có một cái namespace của một cái hàm này nhé.
xong bên trong lại lại có một cái namespace khác là của cái hàng con này bên trong này. Như vậy là những cái này là những cái này người ta gọi là các cái local namespace các bạn chú ý nhé. Đó, được chưa nào? Như vậy thì như vậy là mỗi một biến được tạo ra sẽ phải nằm trong một namespace duy nhất nhé, và các namespace này hoạt động độc lập với nhau, không liên quan gì đến nhau cả, các bạn chú ý nhé, độc lập với nhau. Như vậy ta suy ra nhé, vậy ra là gì, là mỗi một cái biến chỉ nằm trong một space thôi, nằm trong một namespace thôi, namespace thôi nhé. Các namespace, các cái namespace hoạt động độc lập với nhau nhé, hoạt động độc lập với nhau, độc lập với nhau. Vậy suy ra gì, suy ra là từ cái điều này, từ cái điều số 2 này là suy ra, từ cái điều này suy ra như sau này, cái điều này suy ra ngay là gì, là các suy ra chính là hai cái điều mà tôi nói. Một là biến trong thể thì không có tác động ở ở bên trong hàng thì hai mà. Rồi biến ở bên trong hàng nó còn không có động ra bên ngoài hàng. Như vậy suy ra từ cái điều này, điều này đều rất quan trọng nhé, các nên sự hoạt động độc lập với nhau. Suy ra là biến trong thể thì không có tác động ở bên trong hàm, vì nó không nằm ở trong không, một cái biến mình khai báo là biến x gì đây, x gì bằng bằng 10 thì nó x gì nó không nằm ở trong ở trong các cái hàm này, không có. Như vậy nó không có tác động ở bên trong hàm. Mình khai báo biến là z đây, z thì bằng bằng 20 ở đây, thì z thì chỉ có tác động ở đây thôi, không có tác động ra bên ngoài hàm, không có tác động ở ở trong các cái hàm khác. Thì mỗi hàm như vậy là một cái namespace đó. Cho nên là vì các namespace hoạt động đối với nhau, suy ra là biến tổng thể nhé, suy ra là biến tổng thể là nằm trong nằm trong cái global namespace, thì suy ra là không hoạt động, không có tác dụng trong hàm, vì các hàm làm nó làm cái nêm nó làm cái local namespace hoạt động riêng, và ngược lại cái biến địa phương, một cái biến địa phương ngược lại nhé, một cái biến địa phương thì chỉ có tác động ở trong local namespace thôi, và không có động ra 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 bên ngoài hàm, đúng không nào, và không có tác động ra bên ngoài, không có tác động ra bên ngoài. Đây, chúng ta chú ý cái này nhé, đây là phần rất quan trọng, ra bên ngoài. Rồi bây giờ tôi sẽ suy ra một điều rất quan trọng này. Chính vì các cái namespace hoạt động độc lập với nhau, vậy suy ra là gì, suy ra là cái hai namespace bất kỳ được quyền có các tên chung thoải mái. Ở đây tôi biết xì bằng 10, ở đây bên trong này xì bằng 10 thoải mái nhé. Chúng ta vui. Như vậy là bên trong hàm được quyền khai báo biến trùng với tên ở trùng các tên ở bên ngoài hàm, tức là suy ra gì, suy ra là trong Python này là biến địa phương được quyền trùng tên với biến biến tổng thể vô tư, bởi vì chúng là được quản lý bởi hai cái namespace khác hẳn nhau. Như vậy thì sẽ là biến biến địa phương, là có thể trùng tên, với biến tổng thể. Anh được chưa? Và tất nhiên là bị ý nữa rồi là mà ý này là ý bây giờ, tức là ở bên trong một cái trong một lúc trong một cái local namespace đấy, mà chúng ta khai báo một cái biến nó có từ khóa là global x chẳng hạn, thì máy hiểu đó chính là cái biến tổng thể. Khi đó thì biến x sẽ là vừa bên trong vừa bên ngoài hàm, ta biết rồi, được chưa? Như vậy là biến ở bên bên ngoài hàm thì không có tác động bên trong hàm, vì vì là hai cái đó nó quản lý bởi hai cái namespace khác hẳn nhau. Ở bên trong hàm không tụ ra bên ra bên ngoài hàm. Được rồi, thế bây giờ tôi như này nhé. Rồi cái biệt như sau này, bây giờ khi mà tôi truy cập một cái giá trị ở bên trong hàm mà ở bên trong hàm đó không có tên thì làm thế nào. Đây bây giờ tôi giả sử nhé, đây bây giờ tôi làm như này, phần này là phần quan trọng đây này. Đây nhé, bây giờ tôi vẽ lại này, tôi có một cái biến có biến là đây là global namespace này, global namespace nhé. Bây giờ tôi đang tạo một cái hàm, đếm một cái hàm f
trong app vào đây, tôi truy nhập một cái tên nhé. Đây, tôi viết là x gì bằng a cộng với 10, viết thế nhé. Đấy. Thì cái lệnh này này, cái lệnh này như sau: máy nó sẽ tạo một cái tên x gì là cái name ở trong cái local namespace đó. Đây là local namespace nhé, local namespace của hàm f, được chưa? Bây giờ x bằng a cộng 10 thì a là ở đâu, máy sẽ thêm cái a đúng không, cần truy cập vào a. Thì nếu a mà nằm ở trong cái local namespace này thì ngon lành, chúng ta tính a như bình thường. Nhưng sử a không có, giả sử a không có ở trong local namespace thì máy sẽ tìm a này ở bên ngoài đó, chúng ta chú ý nhé. Tức là khi mà chúng ta truy cập một cái tên lạ ở trong cái local namespace, nếu tên đó mà không có thì máy sẽ tìm ra bên ngoài, tìm ra cái global namespace để tìm. Đấy, thì nếu mà có thì là máy sẽ hiểu như vậy, là như vậy ở đây trường hợp này của chúng ta nhé. Như vậy là trong cái hàm local namespace này không có a, nhưng a bên ngoài thì có, a bên ngoài thì lại vào 100 chẳng hạn, là thì máy máy sẽ lấy cái này ra từ vào đây thôi. Mình suy ra là gì, suy ra là ở bên trong hàm, bên trong một hàm được quyền được sẽ nhìn thấy và truy cập các đối tượng dữ liệu ở bên ngoài hàm, là cái điều mà tôi nói lúc nãy. Như vậy là ở trong tất cả các cái local namespace được phép truy cập các phần tử ở bên ngoài, các cái đối tượng truy cập các cái tên ở bên bên ở global namespace đó. Để chúng ta, nhưng mà chúng ta bây giờ chúng ta đã hiểu hết rồi, chúng ta hiểu là cái cách mà Python quản lý và cái mình quản lý của nó thông qua khái niệm là các cái namespace nhé. Đó, thì bây giờ tôi sẽ cùng chúng ta cùng nhau tìm hiểu nhé. Đây, thì làm cách nào để xem được các global namespace và local namespace, có xem được không? Xem được. Cái phần này phần lập trình nâng cao nhé. Hiện nay bây giờ tôi còn xem có cái lệnh là global. Đây, đây là cái lệnh cho phép chúng ta là liệt kê ra tất cả các tên và các cái đối tượng dữ liệu có ở trong cái global namespace. Chuyển enter thì máy sẽ hiện ra rất nhiều luôn này. Ở đây chúng ta thấy có nhá, ở đây có là x gì này. Ở trên này chúng ta bỏ qua này, x gì nhé, x là tôi biến này, x gì là chính là 34 này, a đối tượng a chính là 121, f là cái hàm nó quản lý cả tên nhé, n là 10 này, g là hàm này, hh là hàm này. Đấy, như vậy là cái lệnh này là cái lệnh mà cho phép chúng ta là xem được tất cả thông tin của global namespace. Đấy, chú ý nhé, để lệnh rất quan trọng. Chúng ta lệnh cái lệnh này là hoàn toàn nâng cao, học sinh không được biết. Như vậy là như sau nhé, như vậy là cái lệnh là global, chúng ta sẽ phải tìm hiểu nhé, cái sáng này thì tôi viết lại nhé. Như vậy là cái lệnh là global làm cái hàm hệ thống. Hàm này là sẽ in ra, là sẽ trả về thông tin của global namespace, hay là thông tin của tất cả các biến và các cái hàm tổng thể, các biến và tiểu thiên hàm. Đây, như vậy là được chưa? Còn ngược lại, chúng ta muốn xem thông tin của một cái local thì chúng ta dùng cái hàm là local. Thì cái hàm local này là cái hàm đây, hàm này là xem thông tin của local namespace. Mà chúng ta cùng nhau xem nhé, bây giờ tổng xa nhé. Bây giờ thì đây chính là cái đây hiện đang là ở trên màn hình đây, các bạn xem đây chính là cái gọi là global namespace. Bây giờ tôi làm như sau, bây giờ tôi muốn kiểm tra là local nhé. Tôi tạo một cái hàm f, xác định là có hàm là ở bên ngoài có n, ở bên ngoài có n đúng không, n là tổng thể này, x là tổng thể này, a tổng thể đúng không nào. Bây giờ sửa thì viết là trong hàm tôi viết là z bằng bằng n cộng x, thì n cộng x là biến thể nhé. Rồi đặt biến b là bằng a chấm copy, lấy như này copy thoải mái, tôi dùng lệnh
Được chưa? Sau đó tôi có thể tôi return. Không, chỉ thôi. Ở trong phòng F là hay tôi đang làm việc ở trong cái local namespace của F. Tôi định nghĩa hai hai cái biến là biến n và biến b. Biến n sử dụng hai biến trong thể là n và x gì? Biến z gì? Biến z là biến địa phương của F đang sử dụng là đang truy cập vào hai biến trong thể là n và x gì? Biến b là biến địa phương đang truy cập vào biến a là biến ở bên ngoài. Rồi, tới đây chúng ta sẽ dùng lệnh là print print local local đây. Lệnh này sẽ in ra tất cả các cái biến địa phương của F. Sau đó chúng ta mới return. Return là vừa Z vừa B đồng thời hai cái. Được chưa? Đấy. Đây nhưng mà chúng ta định mô tả một cái hàm F thì ở đây nó có một lệnh rất quan trọng. Lệnh này là chúng ta sẽ in ra các cái biến địa phương của một cái local namespace của hàm F. Đấy, chúng ta chạy thử hàm F nhé. Đây. Thì đây chính là đây này, đây chính là cái local namespace này. Có hai biến là Z và B. Z là chỉ trỏ vào đối tượng là 44, được chưa? Còn B là trỏ vào cái đối tượng là cái dãy mà 1 2 10. Ta hiểu chưa nhỉ? Nhắc lại như vậy là global là cái lệnh mà là xem được các cái biến tổng thể. Ở bên trong hàm F tức là xem được biến tổng thể. Còn ở bên ngoài thì không không được gọi là cái hàm local này mà phải ở bên trong hàm thì tôi gọi cái hàm này. Thì hàm này nó chỉ ra đây. Vậy hiện nay tại thời điểm mà tôi gọi cái hàm F này thì trong hàm F cái gọi là cái biến địa phương chỉ có hai biến này là biến Z và B, đúng rồi đây, Z và B. Được chưa? Bạn đã hiểu nhỉ? Thì khi gọi hiểu này thì chúng ta sẽ đã hiểu hoàn toàn là như vậy cách Python quản lý như thế nào và vì sao chúng ta có ba cái đó. Vì chúng ta sẽ nhìn lại cái này mà chúng ta sẽ quay lại cho thấy rất rất dễ hiểu luôn. Vì sao lại như vậy? Vì sao nó lại như thế này nhé? Vì sao nó lại là như thế này đây. Vì sao lại biến tổng thể lại không có dụng ở bên trong hàm như một biến? Vì sao là vì biến tổng thể này được quản lý bởi global namespace ở bên ngoài, còn biến ở bên trong một hàm ở bên trong hàm được được quản lý bởi local namespace, và hai cái namespace đó là hoàn toàn là khác nhau, tự lập với nhau, không có chuyện là ở bên trong hàm lại lại được quản lý lẫn lộn bởi hai cái namespace đó. Cái local namespace là ở bên trong hàm, còn global namespace là bên ngoài hàm, tức là hai cái namespace khác khác nhau. Để xem là cái một nhé. Bài cái bài hai cái ý hai diễn ra bị hai là nghĩa của Python thôi, tức là cần khai báo lại biến này bằng từ khóa global. Vậy là ở bên trong cái hàm trong một cái local namespace, nếu chúng ta đặt cái từ khóa là global x thì máy hiểu đó là x, đó là cái biến chung và cả biến chung cả cả biến chung cả biến ở bên trong hàm đó nữa. Còn ý thứ ba, ở bên trong hàm vẫn nhìn thấy biến tổng thể đó như một đối tượng dữ liệu, do hiểu rồi. Khi mà chúng ta cần mà truy cập một cái biến ở trong một cái tên ở trong cái gọi là cái local namespace thì nếu không có thì máy sẽ tìm đó ở bên ở cái hàm ở cái global namespace, ở cái namespace tổng thể phía trên. Mà chúng ta biết là rất là dễ hiểu cái này, hoàn toàn dễ hiểu, đúng không nào? Đó. Được chưa? Đấy. Thế bây giờ chúng ta cùng nhau xem một chút nữa là cách mà trả lời câu hỏi là như vậy Python sẽ truyền dữ liệu qua đối số của hàm như thế nào? Qua đối số của hàm khi ta gọi hàm đấy. Tôi khai báo một cái hàm F nhé, khai báo cái hàm F ví dụ là xy đây. Khi gọi hàm, sự từ quá tôi giờ tôi gọi a bằng 10, b bằng 12. Khi tôi gọi hàm gọi là f a b, tôi gọi hàm nhé. Thì khi đó thì chúng ta hiểu như vậy thì cái a b nó được truyền vào bên trong hàm như thế nào và cái quan hệ này nó quan hệ như thế nào đối với cái local namespace của f, là cách mà nó quản lý cái a b đó ở bên trong như thế nào. Thì cái câu hỏi này là câu hỏi mà chúng ta trước tôi nói nhiều là chúng ta không thể trả lời được với học sinh. Cái điều này là học sinh lớp 10 không được học, học sinh trong chương trình của 11 cũng không được học, 12 không được học. Như vậy đây là câu hỏi rất là mở đối với học sinh.
Trong khi đó thì từ lớp chương trình cũ chúng ta dạy rất kỹ cái này ở trong Pascal. Cách truyền dữ liệu qua hàm số ở trong Pascal được chia làm hai loại, một là truyền bằng tham trị, hai là truyền bằng tham biến. Cái đó là một trong những phần khó của Pascal và C, nhưng được học rất là kỹ. Còn câu hỏi đó thì chương trình mới này là không hề có trong chương trình, cho nên sẽ không được dạy cho học sinh. Lớp 10 không có, lớp 11 không có, lớp 12 không có. Học sinh sẽ phải tự tìm hiểu đấy. Thì bây giờ tôi sẽ trả lời các bạn nhé, là như thế nào nhé. Cách mà Python truyền dữ liệu vào bên trong hàm là như thế nào? Thì câu trả lời thật đơn giản thôi, là truyền dữ liệu bằng đối tượng dữ liệu. Nhưng mà chúng ta sẽ phân tích sau. Bây giờ như này nhé. Bây giờ như thế này. Bây giờ giả sử như sau nhé. Đây. Giả sử tôi có một cái biến A ở bên ngoài hàm. Bên ngoài hàm. Được chưa? Và tôi được cho biến B đi, B là bằng cái 12 đi. Và tôi khai báo nhé, tôi khai báo này. Khai báo def f a x và y, x và y. Khai báo nhé. Khai báo bên trong này. Bên trong này tôi khai báo, ví dụ tôi viết là z bằng x cộng y. Xong là return. Return z. Đó. Đây là phần khai báo của hàm nhé. Nhé. Bây giờ gọi hàm này, bây giờ gọi hàm này, gọi này. Gọi hàm. Tôi gọi như này, tôi gọi là f f a b. Thì máy sẽ chạy đây thì máy sẽ đặt là a chính là x gì, b chính là y bên này đúng không nào? Thì z sẽ bằng tổng z sẽ bằng là 22 và return z, nhưng mà hàm này sẽ trả về là 22. Nhưng mà tôi muốn hiểu kỹ hơn là nó truyền vào như thế nào. Thì truyền vào là như sau nhé. Đây chúng ta cùng nhau quan sát này. Các bạn nhìn vào hình mình này nhé. Đây bây giờ tôi quan sát cho các bạn xem nhé. Như vậy đây là global global namespace. Chúng ta luôn phải nhìn vào cái global namespace nhé. Ta có này, A trỏ sang đối tượng là 10. Đây là một đối tượng dữ liệu ở trong bộ nhớ. Đối tượng là 10 nằm cứng trong bộ nhớ. Bây giờ đó được đối tượng 10 đó được tạo ra khi chúng ta gán lệnh A bằng 10. Sau đó chúng ta máy tính sẽ tạo ra một đối tượng là 12 nữa, là một đối tượng trong bộ nhớ, và B là một cái biến nằm trong cái global namespace và trỏ vào 12. Được chưa? Rồi. Thế bây giờ như sau. Khi tôi gọi hàm f thì như nào? Khi tôi gọi hàm f thì máy sẽ tạo ra một cái local namespace của f, nhưng mà local namespace nhé. Namespace của f, được chưa? Thì trong local này là như sau. Trong local này sau thì là cái A sẽ được truyền vào chính là x gì đây này. Ở trong cái local namespace này nó sẽ có hai cái biến nhớ là x và y. Như vậy là các cái tham số nhé, các cái tham số mà chúng ta ghi trong cái các cái tham số mà được mô tả trong hàm nó sẽ được đưa vào bên trong hàm như là một cái biến. Như vậy là khi chúng ta khai chạy cái hàm f thì ở trong local namespace nó có ba biến, biến x là một, biến y là hai và biến z là ba. Chú ý. Như vậy là các cái biến nhớ, các cái tham số, các cái tên tham số khi truyền vào bên trong hàm thì nó truyền vào hàm như là một cái biến nhé. Như vậy là trong local namespace của cái hàm f là có nó x y chứ không phải là ab nhé. Các bạn chú ý ab chỉ là cái đối tượng truyền vào thôi nhé. Không đâu, ở bên trong hàm local namespace của f nó ghi là x y và z. X sẽ trỏ vào đâu đó, x sẽ trỏ như sau, x sẽ trỏ như sau này, vì là giá trị của x chính là a, là đối số là đối số là a, nhưng mà là đối tượng a trở vào sẽ được truyền vào bên trong hàm f, sẽ ra là x gì sẽ trở vào đây, x gì trở vào đây đó. Như vậy là ở trong cái local namespace của f thì x gì sẽ trở vào cái số 10 kia, y sẽ trở vào cái số số 12, được chưa? Hay số 12 trở ra ngoài. Còn z bằng tổng x y là nó tạo ra một cái đối tượng mới là 22, 22 nằm ở đây và nó sẽ trỏ vào đây. Đấy, các bạn thấy không? Chúng ta nhìn thấy rõ như vậy là x y sẽ trỏ vào cái 10, y trỏ vào 12. Như vậy khi chúng ta đang chạy hàm f ấy,
Khi chúng ta đang chạy hàm F thì cái đối tượng 10 này nó sẽ tăng cái giá trị là reference count tăng lên là một đơn vị, vì ngoài A ra còn có X gì nữa. Nhưng mà khi đang chạy nhé thì X và A đồng thời trỏ vào 10. Như vậy cái biến là reference count của 10 sẽ tăng lên là một đơn vị. 12 thì trước đó có B trỏ vào, khi đang chạy thì có X gì trỏ vào nữa. Như vậy là 12 cái biến reference count cũng tăng lên một đơn vị. Mà cái biến 22 này là cái biến này là cái 22 là cái đối tượng mới được tạo ra mới nhé. Khi chạy xong cái này rồi, chạy xong hàm thì cái này sẽ mất đi, cái local space sẽ mất đi và xe thì cũng mất đi luôn, thì nó trả lời nó vẫn như cũ, A cũng trả vào 10 và B 12 và cái reference count nó trả về đúng giá trị cũ của nó. Đấy, bạn thấy nó khó không nào? Như vậy là cái việc chuyển dữ liệu vào là chuyển dữ liệu vào hoàn toàn bằng bằng cái nhất bằng bằng khái niệm bằng 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 đối tượng dữ liệu. Đặc biệt chúng ta cùng kiểm tra một chút nhé. Đây, chúng ta cùng kiểm tra xem nó như thế nào. Những vector chạy lại cái hàm này chúng ta xem nhé. Đây, chúng ta đặt là A bằng 10 này, B bằng 12 này. Chúng ta tạo cái biến hàm là hàm F, hai biến là X và Y là hai cái tham số của hàm F. Đặt là Z bằng X cộng Y nhé, X cộng Y. Sau đó chúng ta return Z. Tôi làm lại, tôi phải cái này tôi không in được, tôi làm lại nhé. Cái lệnh này không in được cái namespace của F. Đây, trước khi mà in Z tôi phải print cái local. Đấy, cái nó in ra được. Lệnh này nó sẽ in ra các cái biến nhớ địa phương của hàm F. Đấy, biến sẽ enter. Tôi chạy hàm F nhé. F chạy là A phải B. Enter. Đấy. Thế hôm nào thì như vậy là khi chạy hàm F thì nó sẽ in ra cái này. Chúng ta kiểm tra xem là cái local namespace của F là cái gì. Thì nó gồm có x bằng 10 này. X là nó trỏ bằng 10. Đây là A trỏ 10 nhá. X trỏ vào 10. Nhưng hiện nay là x và A cùng trỏ vào 10. Các bạn thấy không nào? Y trỏ vào 12. Đây B 12. Nhưng vậy khi F đang chạy thì x, y thì cái đối tượng 12 sẽ được có hai đối tượng trỏ vào là B và Y. Z trở vào 22. Đấy. Được chưa? Khi chúng ta thoát ra thì x sẽ biến mất và như vậy vẫn là AB vẫn còn lại ở đây, A còn lại là đây và B còn lại là đây, vẫn như cũ. Như vậy là khi chúng ta gọi một cái hàm thì cái gì truyền vào là đối tượng dữ liệu sẽ được truyền vào, nó chính là cái này này. Nhưng mà khi gọi vào chính là cái đối tượng 10 này, 12 sẽ được đưa vào bên trong hàm đây. Thế nên tôi trỏ sang đây nhưng mà vẫn là nó nhé, tôi trỏ sang cái chỗ này, đây 10 y đây. Z22 đây. Cái này các bạn có khó hiểu không? Đúng hay hơi khó hiểu đúng không nào? Chúng ta thấy là đối tượng dữ liệu nhé, đối tượng dữ liệu. Bây giờ tôi làm thử các bạn một cái bài nhỏ nhỏ cho các bạn xem nhé. Đây. Bây giờ tôi tạo cái giả sử nhé, tôi tạo một cái giả sử. Thầy ơi khó quá thầy ạ, chả hiểu được hết. Khó hả? Khó ạ. Phần này khó đúng không? Kia là các bạn tôi biết là khó mà, nhưng mà các bạn cứ bình tĩnh, các bạn cứ về bìa cái slide này, cái video này các bạn về, các bạn cứ cứ xem đi xem lại đi. Rồi chúng ta sẽ hiểu dần. Bây giờ tôi cho ví dụ các bạn sẽ hiểu ngay thôi nhé. Cái hình vừa rồi thì các bạn có thể, nếu thấy khó quá các bạn có thể bỏ qua cái hình này. Cái hình này là cái phần này là cái chỗ này là đúng là nó rất là sâu luôn, nó rất là sâu của chúng ta. Bây giờ tôi làm ví dụ chúng ta sẽ hiểu hơn đấy nhé. Bây giờ tôi đặt cái biến A, cái mảng A gồm có hai phần tử là như thế này nhé. Bây giờ tôi tạo một cái hàm F có đầu vào là A nhé, được chưa? Đầu vào là A. Bây giờ bên trong hàm này tôi làm như sau, tôi không làm này, tôi để cho nó khác đi một tí nhé, cho nó khác đi. Ở đây là B nhé. Ở bên trong hàm này tôi đặt giá trị là B Append 10 chẳng hạn. Được chưa? Đó, và tôi lập từ return B. Như vậy là gì?
ở trong hàm B là trong hàm F thì tạo ra một cái đầu vào của nó là một cái biến B, và đây tôi hình dung biến B là phải phải là một cái list, khi tôi đưa vào đây thì B nó sẽ là cái nó là cái biến địa phương, là cái biến địa phương của B, và nó trỏ vào đối tượng là list, và chúng ta sẽ làm cái lệnh là bổ sung phần tử 10 vào cuối của cái đối tượng B và sau đó trả về B. Đấy. Vì tôi gọi cái hàm F, tôi gọi là A, thì nó sẽ trả về cái dãy của chúng ta là 1, 2 và 10 thì đúng rồi. Bây giờ hỏi là A có thay đổi không? A có phải là bây giờ có hỏi là A là 1, 2, 10 hay là A là 1, 2? Đấy, câu hỏi như vậy. A trả lời nào. Sau lệnh này thì bây giờ A sẽ là câu hỏi của chúng tôi, A bây giờ là gì? A bây giờ là Đây là một hai rồi 1, 2 hay là 1, 2, 10? một hai rồi 1, 2 thôi hả? Kiểm tra nhá. dạ 1, 2, 10. Đó. yeah. Vì sao như vậy nhé? Vì này thôi. À, khi tôi chạy hàm nhé, tôi chạy này. Khi tôi chạy cái hàm hàm FA này thì đối tượng A sẽ được truyền vào bên trong hàm như như là một một đối tượng, và B sẽ trỏ vào đối tượng 112. B là biến 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 mà. Cho như lại hình này chưa? B sẽ trỏ vào B này, B là B nhé, B sẽ trỏ vào cái đối tượng là đối tượng 12 đó. Này, trỏ vào đúng không nào? Vì đối tượng đó, vì đối tượng 12 đó là khả biến. Vì suy ra là tôi được hiện hiện lệnh là B ở pen 10 là bổ sung 10 vào cuối của đối tượng B. Đối tượng B là đối tượng B không thay đổi, đối tượng chính đối tượng 12 không thay đổi. Tôi return B, không sao cả. Thì khi thoát ra thì đối tượng 12 đó cũng phải thay đổi, vì đối tượng 12 đó là đối tượng ở vị trí cố định rồi trong trong bộ nhớ. Đó, cho nên khi mà tôi thoát ra thì A cũng thay đổi, vì là A chính là trỏ đối tượng 12 thôi mà. Khi mà truyền vào thì tức khi mà tôi gọi hàm F để gọi hàm F gọi đấy nhé, thì đối tượng 12 được truyền vào bên trong hàm F, đối tượng 12 được truyền vào nhé. Đó. Vì 12 là độ là khả biến, cho nên là khi thoát ra là nó thay đổi theo đấy. Các bạn đã hiểu chưa? Vậy dữ liệu mà kiểu dữ liệu mà khá biến thì nó sẽ thay đổi hả Đúng thầy? thế. Nếu chúng ta thay đổi, chúng ta dùng cái lệnh append như vậy. Bây giờ nhé, bây giờ tôi muốn là như sau này. Bây giờ tôi muốn là cho trước đối tượng A. Bây giờ tôi muốn bổ sung vào A là 10 ở bên trong hàm F mà trả về là cộng là thêm 10. Nhưng tôi muốn là khi thoát ra A không thay đổi thì làm như nào? Ở đây là thoát ra là A thay đổi đúng không? Tôi muốn là khi thoát ra họ không đổi thì làm như nào? Tôi lại cho bạn xem nhé, A đây nhé, A bằng này. Cộng được không thầy? 1 2 nhé. Cộng có thay Rồi, bây giờ tôi nghiệm cái hàm F B. Đây, tôi muốn lệnh của tôi là muốn bổ sung số 10 vào cuối của B và trả về B. Nhưng mà tôi muốn khi thoát ra là A không thay đổi, làm thế nào? phép tính cộng rồi à? Thì cơ. Dùng phép tính cộng. Ừ, có thể làm nhiều cách, đúng thế, ừ, có thể như vậy. Làm như sau nhé, có thể làm cái này là hoặc có thể làm đúng như bạn nói là có thể dùng lệnh lệnh b bằng b cộng gì cộng cộng 10. Đấy, làm cái này sau chúng ta return b. Đây là một cách nhé. Cái này như sau, cái này là b bằng b cộng 10 thì cái lệnh này chính cái lệnh này là rất khó hiểu luôn đấy, rất khó hiểu với các bạn. Làm cái này dễ hiểu hơn này, cái này dễ hiểu hơn, chúng ta làm như sau, chúng ta làm như sau dễ hiểu hơn, chúng ta đặt là c bằng b chấm copy đấy, tạo ra một cái bảng sao, sau đó chúng ta tôi sẽ nói sau lúc nãy nhé, chúng ta giả nguyện là c chấm pen 10, sau đó chúng ta return c Thì A vẫn giữ nguyên. đó, thì cái đó thì cái b nó sẽ giữ nguyên, nó không thay đổi. Được chưa? Không thay đổi. Đấy. Bây giờ gọi là FA nó sẽ trả về giá trị là 1 2 10 nhưng mà A không thay đổi. Chúng ta chất lại cái lệnh này là lệnh rất quan trọng nhé. Cái lệnh mà khi tôi viết là B bằng tạo ra bản sao mà tạo ra một đối tượng khác khác với A của chúng ta là như này nhé. Thì bây giờ tôi muốn tạo ra một đối tượng B
giá trị bằng a, nhưng mà là b là khác a, thì tôi phải dùng lệnh là b bằng gì, bằng a chấm copy. Như vậy đây đối với mảng ấy thì đây là lệnh là lưu trữ một cái mảng mảng dạng để cất đi. Đây lệnh là gì, tạo ra một cái mảng mới là b, b có giá trị là bằng a, thấy không nào. Như vậy là b này, b có giá trị là giống a, nhưng mà b không phải là a. B chúng ta lệnh, đây là lệnh kiểm tra xem b có phải a có phải là cùng một đối tượng hay không nhé. Lệnh là lệnh is thì nó sẽ gì, nó sẽ là false, được chưa. Như vậy là chỗ này là b với a là hai đối tượng là khác nhau. Cho nên mà khi chúng ta khi khác nhau, khi bây giờ tôi a tôi b, a tôi pen 10 vào đây thì a thay đổi nhưng mà b không thay đổi, b vẫn giữ nguyên như cũ. Bạn có thấy không này? Hoặc cách mà các bạn vừa động đúng, mà rồi các bạn nói như thế cũng đúng này. Chúng ta có thể dùng cách thứ hai là như này, vì tôi muốn là df này, fa luôn cho dễ nhé. À, tôi muốn được trả về cái dãy là bổ sung thêm vào a là 10 nhé. Thì làm như sau, à không, a đi, hiện nay a tôi đã thay đổi rồi, tôi sửa lại này, hiện nay tôi để a nhé, a này bằng này 1 này 2 này, rồi tạo ra một cái hàm mới nhé, f a, tôi muốn nó bổ sung vào a số 10 khi thoát ra a không thay đổi, hàm f sẽ trả lại cái dãy mới là 1 2 10. Làm như sau, có thể dùng lệnh là chính là a bằng a cộng 10, nhưng bạn nó đúng ấy, a cộng 10 là cũng được. Đấy, thì cái đây là cái gì nhá, a bằng a cộng 10 sau đó return a. Cái này các bạn thấy chỗ này cái chỗ cũng khó hiểu lắm đấy nhá, thì cùng tôi sẽ nhầm lẫn dần lẫn cái a, tôi sẽ tiếp theo nhá. Rồi bây tôi gọi fa này lại là 1 2 10, nhưng a không thay đổi. Vì sao như vậy thì tôi giải thích các bạn nhá, vì sao lại như vậy này, để mình như này. Bây giờ cái này là tôi cũng có lẽ tôi phải vẽ lại mà bằng sơ đồ các bạn sẽ hiểu hơn nhá. Vì sao cái lệnh này này trả, nó sẽ trả được giá trị là cái dãy gốc a cộng thêm số 10 ở cuối, nhưng bản thân a lại không thay đổi, được chưa. Cái này tôi sẽ phải vẽ lại cho các bạn để các bạn sẽ hiểu ngay. Bây giờ tôi sẽ vẽ lại cái này trong máy tính nhé, trong cái phần này thì các bạn sẽ hiểu nhé. Đây, cùng các bạn chúng ta cùng nhau làm tí để chúng ta phân tích một tí cho dễ hiểu nhé. Đây, bây giờ chúng ta làm thử cái bài này. Đây, bây giờ tôi vẽ ra nhé. Bây giờ là đầu tiên là a bằng 1 2, được chưa. Như vậy là máy tính sẽ tạo ra một đối tượng là 1 2, và trong global namespace, trong cái namespace tổng thể sẽ có một cái tên là a và trỏ nó vào đây. Đây là bắt đầu nhé. Rồi thế bây giờ tôi đọc cái hàm vừa nói xong, hàm def f a, hàm này như sau, tôi viết là a bằng a cộng với 10, được chưa, và tôi return a. Đấy, thì bây giờ hỏi là khi chạy xong rồi thì hàm f trả lại là một cái dãy dãy gì, và khi trả lại dãy gì thì sau đó thì là a thay đổi hay không. Thì chúng ta cùng nhau phân tích nhé. Đây bây giờ cái này là chỗ tôi vừa, cái này chúng ta biết rồi, kết quả của nó là f trả lại một dãy mới là 1 2 10, khi chạy xong f thì a vẫn là 1 2. Để chúng ta cùng nhau phân tích nhé. Đây bây giờ tôi này vẽ ra cái local namespace của f nhé. Đây là cái local namespace của f, local namespace của f nhé. Thì local này như sau, local này là nó sẽ có một cái biến a, vì khi chúng ta khai báo một cái tham số là a thì máy sẽ tạo luôn a là cái biến local namespace của hàm f. Khi gọi f thì máy cái dữ liệu là nó truyền vào qua f là truyền gì, khi tôi gọi là f này, khi gọi f thì cái a này được truyền từ bên ngoài vào là bằng cái đối tượng dữ liệu đó. Vậy sẽ ra là cái local namespace này, cái local namespace ở đây thì a sẽ vẫn trỏ vào đây, vì cái đối tượng 1 2 là được truyền vào bên trong hàm f. Vậy suy ra là ở trong hàm f có một cái biến mới là a trỏ vào 1 2, nhưng mà ở bên ngoài có biến là a, là biến tổng thể,
ở bên trong có biến A nữa, hai biến cùng là biến nhé, cùng là hai cái tên. Cái tên A bên ngoài là ở là biến tổng thể, cái A bên trong là gì? Cái A bên trong là biến địa phương của cái hàm F. Thành trường là như trường này là như có hai biến là cùng tên A, cùng trỏ vào đối tượng là 1, 2. Các bạn đã hiểu chưa? Nhé. Vì chính vì là cái hàm trong Python là truyền dữ liệu và truyền dữ liệu và truyền truyền là truyền truyền đối tượng là như vậy. Được rồi. Thế bây giờ làm như sau. Tôi viết là A bằng A cộng với 10. Được chưa? Rồi. Thì máy làm sao? Máy sẽ làm phép cộng. Đây, cái phép cộng này này là cái phép cộng hai cái phép cộng của hai cái dãy, hai cái list thì nó lại là nó tạo ra một dãy mới. Đấy, nó tạo ra một đối tượng mới. Đó, chú ý nhé. Như vậy lệnh này như sau. Lệnh này thì máy sẽ tạo ra một đối tượng mới là A 1 2 10, không phải là đối tượng này nhé. Máy tạo ra một đối tượng mới vì bản thân cái phép cộng ở trong Python là tạo ra một đối tượng list mới. Cho nên A cộng 10 nó tạo ra một đối tượng mới là 1 2 10, được chưa? Và cái A này này vì là dấu bằng mà là dấu ngắn, nó sẽ trỏ vào đây, đấy. Vậy là sau lệnh này thì A không trỏ vào đây nữa, A nó không trỏ vào cái 1 2 này nữa, và nó trỏ xuống phía dưới này và nó sẽ trả lại, return lại cái A. Đối tượng này sẽ được trả về, sẽ được return ra ngoài khi mà thoát ra khỏi A. Vậy khi nó trả về chính cái đối tượng này, nó trả về là 1 2 10. Lệnh return A này là trả lại một đối tượng dữ liệu nhé. Đấy, như vậy là cái đầu vào của nó là đối tượng này, đầu vào nó đưa vào và ở trong máy tính nó tạo ra một đối tượng là một cái tên mới là A. Được chưa? Còn nếu như mà chúng ta tạo ra cái hàm F là như thế này, nó lại khác. Chúng ta tạo ra cái def là F A, mà đây là A append 10 thì hoàn toàn khác nhé. Sau đó chúng ta return A thì dẫn ra làm sao? Đây chúng ta return A thì sao? Máy làm như sau. Trong đây thì máy làm như sau. Đây thì máy làm như sau. Máy tạo ra đây là local namespace nhé, local namespace. Máy tạo ra một cái tên A, và cái tên A này nó sẽ trỏ vào đây. Đấy, khi ta gọi vào nó trỏ vào đây. Được chưa? Cái lệnh là append 10. Đấy, thì máy sẽ bổ sung cái lệnh này. Cái lệnh là a append 10. Vì A đang trỏ vào đây mà trên máy sẽ, vì A là khải biến, trên máy sẽ bổ sung vào đây là số 10 vào đây. Đấy. Cái lệnh A này là 10, là máy sẽ bổ sung cái số 10 vào đây. Số 10 vào cuối này. Thấy chưa? Thì tới đây cái A này nó vẫn trỏ, A này là vẫn trỏ vào cái này, A này vẫn trỏ ở đây. A đây là biến tổng thể, còn đây là biến địa phương. Mà khi thoát ra, khi mà tôi return A thì như vậy là cái này nó trả về, thì nó sẽ trả về luôn cái gì? Thì cái này nó sẽ trả về. Trả về đấy. Khi trả về như vậy thì là cái bản thân A thay đổi thôi. Khi nó trả về xong thì cái này nó mất đi và ở bên ngoài còn lại là cái A này, A trở vào là 1 2 1 2 1. Bạn đã hiểu chưa? Đấy, như vậy là chỗ này là theo tôi chỗ này là chỗ khó nhất luôn của Python đấy. Được chưa nhỉ? Như vậy là rất khó đúng không? Đúng, rất khó. Như vậy là tóm lại gì? Là cách truyền dữ liệu vào bên trong hàm của Python là gì? Là truyền đối tượng dữ liệu. Như vậy là chốt lại này. Ở trong Python chỉ có một cách truyền dữ liệu thôi, không như là ở trong Pascal có hai cách truyền. Ở trong Python nhé, thì vì cái truyền dữ liệu qua hàm là cái gì? Qua hàm là truyền như sau, là truyền đối tượng dữ liệu. Chúng ta chú ý nhé, truyền đối tượng dữ liệu. Đấy. Nó khác hẳn với Pascal.
Pascal là có hai cách truyền, còn Python chỉ có một cách truyền thôi. Thì với cách truyền này thì chúng ta suy ra như sau nhé, suy ra như sau này, nếu mà đối tượng của chúng ta mà nếu mà đối tượng mà là bất biến ấy, bất biến ấy, thì cách truyền này nó giống hệt nhưng cách truyền là truyền tham trị vì diện không thay đổi. Như vậy là nếu mà đối tượng được truyền vào là bất biến thì chúng ta hay báo cái hàm, mà hàm đó nó là cái tham số của nó là số quý tự này, là số này, thì cái việc truyền đó là truyền giống hệt như là tham trị. Còn đối với đối tượng là khả biến nhé, đấy, thì nó hoàn toàn khác hẳn với Pascal. Nó không phải là truyền theo tham trị, nó không phải truyền theo tham biến, được chưa? Đấy. Mà thế vậy. Như vậy với đây nhé, chúng ta với cái lệnh này thì rõ ràng là cái việc truyền a vào bên trong này là không phải là tham biến, đúng không? À, nó không phải là tham trị và không phải tham trị, cho nên rất nhiều người nhầm lẫn tưởng cái này là truyền tham biến. Nhưng không phải, đây không phải. Với cái bài này thì là đây nhé. À, với cái bài này thì rất nhiều người nhầm tưởng đó là truyền tham trị nhưng không phải, nó vẫn là truyền đối tượng nhé. Còn đối với cái bài này, đối với cái bài này thì người ta cảm giác như đây là truyền tham biến nhưng không phải. Tóm lại là gì? Là truyền dữ liệu trong Python đối với dữ liệu là khả biến thì nó không phải là tham trị cũng không phải là tham biến, như vậy được chưa? Mà nói thế thôi, chúng ta không nên so sánh với Pascal đâu. Đây tôi chỉ so sánh theo kiểu là chúng ta biết thôi nhé. Thì nó giống như là truyền tham trị, giống như truyền tham trị của Pascal. Nếu mà dữ liệu truyền vào là bất biến, còn ở đây thì là không giống truyền tham trị, cũng không giống truyền tham biến nhé, không giống truyền tham biến, đấy các bạn chú ý nhé. Đây là nó thêm thôi, ở trong sách không phải có, mà bạn đọc sách ngoài rất là khó luôn nhé. Ra nghỉ ở đây, những cái nếu bạn nào mà cảm thấy khó hiểu quá các bạn có thể hỏi thêm, tôi sẽ trả lời thêm ở bên ngoài nhé, ở trong nhóm ấy nhé. Phần này hôm nay là tôi cố gắng tôi trình bày cho các bạn, phần này hơi khó một chút nhé. Hôm nay đang nghỉ ở đây nhé. Dạ, em chào thầy ạ. Chào thầy ạ. Chào các bạn.